Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em có dịp đi qua cái bên quận 4 nè. Thì sẵn hôm nay chúng ta sẽ đi một vòng đường Hoàng Diệu và chúng ta đi lên cầu Cam Ết, qua đường đường Cam Ết, vòng cái chợ dân sinh để gửi đến anh chị những hình ảnh ở Sài Gòn những ngày sau Tết. Chúc bà con mình luôn vui vẻ và nhiều sức khỏe ha. Đây chúng ta đang trên đường Hoàng Diệu nè. Rồi tí nữa thì mình đi quẹo qua cái đường Đoàn Văn Bơ để lên cầu Cam Ết. Tiếp theo cái video này có lẽ là em sẽ thực hiện đi bộ, hành trình đi bộ để đi đến con hẻm 1, sừng 1 Cam Ết để có cây cầu Cam Ết. Như ngày hôm nay thì ngày xưa đã giải tỏa rất là nhiều căn nhà ở bên quận 4 này cũng như là bên quận nhất, trong đó có cái hẻm 1-1 đường Cam Ết, đầu đường Cam Ết giao với Võ Văn Kiệt. Nhưng mà cái video đó chắc lẽ em sẽ đi bộ để anh chị nhìn rõ hơn, tại em đi trên cầu đây thì đi xuống dưới bên kia thì đã qua cái số 1-1 rồi. Hôm nay em đi bằng xe máy nên không có tiện gửi xe ở khu vực này. Chắc có lẽ cái video sau, hẹn gặp lại các anh chị những video sau sẽ đi đi bộ sẽ rõ hơn. Đó, 1-1 thì nó nằm ở ngay chỗ cái bảng hiệu Zin nè, giao hàng nhanh đây nè, ZHN đó. Hôm nay tạm thời chúng ta sẽ nhìn từ trên cao á, để đi xuống cái đường Cam Ết để gửi các anh chị với bạn những cái hình ảnh tổng thể về cái khu vực Cam Ết, Nguyễn Công Trứ rồi Nguyễn Thái Bình. Khu này thì nổi tiếng là cái chợ dân sinh, bán rất là nhiều đồ quần áo cũng như phụ kiện công cụ. Ta đang đi trên đường Cam Ết. Thì hôm nay mùng 9 thì mọi người vẫn chưa có mở cửa hết, con số cửa hàng thì mở cửa. Đây là ngã tư Nguyễn Thái Bình, và Cam Ết ha. Ở đây nổi tiếng bán về những cái tấm simili, tấm bạc, bạc phủ, tấm cho mái hiên rất là nhiều ha. Để anh chị các bạn nào có nhu cầu mua những cái tấm này thì mình đi ra khu này nó sẽ nhiều hơn, chuyên hơn, mọi người bán sẽ nhiều mẫu hơn. Thì đây chúng ta chắc mình quẹo qua đường Lê Thị Hồng Gấm ha, để gửi đến cái gì đó ngày xưa xưa, một cái con đường mà bán rất là nhiều giày dép đó, bên đây cũng còn những cái người bán ngày xưa nè. Bên đây thì ngày xưa là cái nhà hàng Vân Cảnh đó. Thì rồi bây giờ giải tỏa lên để xây cái trung tâm thương mại của Bitexco Group đó. Bitexco là có cái tòa nhà 6-8 tầng rồi, thì hôm nay chắc người ta sẽ thêm một cái chi nhánh nữa. Này chúng ta đi thẳng qua cái đường bên kia như đường Lê Công Kiều. Chúng ta đi vô cái khu phố cổ ha. Khu phố cổ bây giờ thì vẫn chưa có mở cửa. Một số cửa hàng người ta vẫn chưa khai trương. Con phố mà phải nói là đắt giá ở Sài Gòn này. À,
Rồi tao vòng qua đường Nguyễn Thái Bình ha. Nay mình đi loanh quanh ở khu vực chợ dân sinh qua đường Cao Mét để gửi đến cô chú anh chị những cái hình ảnh gì đó ở Sài Gòn, những hiện nay có thay đổi gì so với những ngày xưa. Đây có chung cư 4547 nè, chung cư 4547 Nguyễn Thái Bình, nhìn rất là xưa nhưng mà có lẽ không phải thời Pháp đâu, chung cư thời Pháp nó sẽ khác. Ở đây là có cái nhà của ông Hứa Bổn Hòa, nhà cứu hỏa. Đây là giao lộ phố Đức Chính và đường Nguyễn Thái Bình. Tòa nhà của chú quản ngày xưa nè, bây giờ là cái gì hội triển lãm nghệ thuật. Cái đường Nguyễn Thái Bình này cũng có cái chành xe để đi về Vũng Tàu nè. Các anh chị các bạn nào có đi Vũng Tàu mình ra đây ha, đủ loại xe luôn, xe limousine cũng có luôn. Là đường ngã tư Cao Mét và Nguyễn Thái Bình. Lúc nãy chúng ta đi ra đường Cao Mét rồi đó ha. Bây giờ chúng ta đi trên đường Nguyễn Thái Bình. Rồi chúng ta sẽ đi đến một tí nữa. Tí nữa là cái đường Ký Con. Ở đây khúc Nguyễn Thái Bình này là bán bình ắc quy rất là nhiều luôn, bình ắc quy GS, bình ắc quy này ngã từ Ký Con, bình ắc quy lô B, pin Panasonic, nói chung là nhiều loại thiết bị lưu trữ điện ở khu vực Nguyễn Thái Bình. Ở ngay đây có đường Yesin, ngã ba Yesin. Ở đây có cái chợ dân sinh. Chợ dân sinh, trong chợ này bán rất là nhiều công cụ nè. Rồi quần áo, rồi quần áo lính á. Rồi ổ khóa, dao kéo. Chợ rất là xưa nè. Nhìn cái mái ngói rồi chúng ta thấy từ những thập niên 60-70 à. Đây có cái chùa rất là cổ nè. Để quà, để chụp hình cái chùa đó gửi anh chị. Đây có cái chùa Phụng Sơn Tự, chùa người Hoa. Ngày xưa này đi chùa đó này sợ ma lắm, chùa đó vắng mà rất là cổ. Rồi chúng ta quẹo qua đường Ký Con nha, ngay chỗ này có quán hủ tiếu Ký Con nè, hủ tiếu mì, hủ tiếu cá nè, rất là ngon luôn. Không có lúc trước không có review gửi đến cô chú anh chị rồi đó, mọi người có thể xem lại ha. Chỗ đó cũng rất là xưa đó, rất là nhiều bà con mình biết á. Ta đi qua phía trước mặt mình là đường Võ Văn Kiệt, ngày xưa là bến Trương Dương. Bây giờ làm rất là lớn. Để được con đường này thì phải giải tỏa rất là nhiều căn nhà ở đây. Những cái nhà xưa xưa cổ cổ đâu đó vẫn còn. Những cái kiến trúc ở đây cũng có cái chùa rất là xưa luôn nè. Chắc tới đây em sẽ làm một series chùa
để gửi đến cô chú anh chị. Này chúng ta đang ở đầu đường Gia Sinh. Chỗ này bán đồ cúng, đồ nhựa rất là nhiều nè. Ngay đây là đầu đường chợ trái nè. Hồi trước em có review cái hủ tiếu Tân Hưng ở đây cho mọi người xem nè. Đó, hủ tiếu Tân Hưng, hủ tiếu mì cực rất là nổi tiếng ở đây. Bán rất là chất lượng. Giá thì phải chăng. Ngay đầu đường chợ trái luôn, đầu chợ trái luôn. Chợ trái là tại vì ngày xưa khu chợ đó bị cháy. Chợ Cầu Ông Lãnh á. Rồi chợ Cầu Muối cháy nên có tên là chợ trái. Trận cháy dữ dội. Đây là đường Nguyễn Công Trứ đi ra chân cầu Ông Lãnh nè. À, mình nhìn qua bên kia đường là đường Cô Giang. Rồi đến đây chắc xin tạm dừng cái video. Mấy người chạy ngược chiều quá. Tạm dừng cái video tại đây ha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Đây chúng ta thấy cái bảng chợ Cầu Muối nè. Thành lập năm 1947. Bây giờ những cái dấu tích đó vẫn còn. Tu viện Francisco. Chúng ta đang đi trên đường Nguyễn Học và hướng về bên kia là công viên 23 tháng 9. Và đến đây cũng xin nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Chúc bà con mình năm mới luôn vui vẻ và nhiều sức khỏe. Một số hình ảnh ở khu vực chợ dân sinh cầu Camet và cái hẻm 1 xiệt 1 Camet ở trên cao để cho chị nhìn sơ qua, rồi em sẽ thực hiện cái video sau chi tiết hơn để gửi anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại.